Hey, xin chào các bạn, mình là Dũng đây. Còn đây là vợ của mình, Thanh. Hiện nay hai vợ chồng đang ngồi giữa một công viên rất là to ở gần nhà, phải không? Và mình đã sang Nhật được một tuần rồi đấy cùng với bé Sâm. Và mình biết rằng trong tuần vừa qua thì có rất là nhiều bạn thắc mắc rằng thầy Dũng sang Nhật rồi thì công ty ở Việt Nam sẽ ra sao, phải không nào? Cả thầy Dũng lẫn cô Thành đúng không? Tuy nhiên trong một tuần vừa qua thì mình còn phải lo về vấn đề sức khỏe này, lo cho những cái vấn đề cho cuộc sống mới này, rồi thì phải lo sắp xếp một vài cái công việc ở nhà cho nó suôn sẻ một chút, đúng không? Và cho đến ngày hôm nay nhân tiện việc dẫn Sâm đi ra công viên cuối tuần vẫn dẫn ra công viên thì rủ luôn cô Thành quay một video clip để trả lời các câu hỏi của các bạn, tâm sự với mọi người đúng không? Có hai câu hỏi đúng không? Trong đấy có hai câu hỏi mà bọn mình nhận được rất là nhiều, đó là vậy thì cả cô Thanh với thầy Dũng sang Nhật như thế này thì công ty ở nhà làm như thế nào ở Hà Nội á, và hai nữa là dự định của bọn mình từ giờ trong tương lai sắp tới là ra sao mà lại sang Nhật thế này. Thế thì ngày hôm nay chúng mình sẽ trả lời với các bạn hai câu hỏi đấy nhá. Trước tiên để các bạn dễ hình dung thì mình xin được chia sẻ, ngoài Dũng Mô đi ra thì bên Hàn Quốc còn có, chúng mình còn có một công ty Nihon Daiyo, và bên Nhật Bản còn có một công ty đó là Nihon Konomori, đều thuộc quyền sở hữu của chúng mình và một vài đồng nghiệp khác. Và trên thực tế thì ngay từ những ngày bắt đầu thành lập công ty thì thực ra thì mình chưa bao giờ phải đơn độc một mình cả, bởi vì mình có cái team leader này, luôn luôn có một cái team leader làm việc cùng với nhau. Và ngoài ra thì trong khoảng thời gian khoảng 4-5 năm ở Việt Nam như vậy thì Zomori bọn mình cũng đã có thể nói là xây dựng được một cái gọi là một cái đội ngũ mà có thể gọi là đủ mạnh để có thể duy trì vận hành hoạt động của công ty ngay cả khi mà bọn mình ở xa nhau như thế này. Và tất nhiên nếu như mà không có vấn đề về dịch như thế này thì mình sẽ dự định là một tháng về Việt Nam một lần đấy. Đi về về giữa hai nước đúng không? Nói như vậy để mọi người cũng thấy yên tâm rằng là ngay cả khi bọn mình không có ở nhà thì toàn bộ những cái hệ thống công ty ở Việt Nam vẫn hoạt động rất là bình thường mọi người ạ. Và mình tin chắc là thậm chí là có khi từ giờ trở đi nó sẽ còn hoạt động được tốt hơn mọi người ạ, năng động hơn, năng suất hơn. Bởi vì là khi mà bọn mình sang Nhật như này thì bọn mình sẽ có nhiều thời gian, đầu tư nhiều thời gian hơn để xây dựng nội dung cho những cái chất lượng sản phẩm giáo dục của mình đang có. Nói như vậy để mọi người biết rằng là cái chuyến đi Nhật lần này không phải là một quyết định bồng bột của chúng mình, mà chúng mình đã mất hơn một năm trời để đưa mọi thứ đi vào hệ thống. Nên mọi người cứ yên tâm rằng là công ty ở nhà vẫn hoạt động bình thường nhé. Và câu hỏi thứ hai đó là dự định sắp tới của thầy cô khi mà sang Nhật sẽ là gì, phải không nào? Tất nhiên rồi, vẫn cái điều quan trọng lớn nhất của cái chuyến đi Nhật lần này đó là bọn mình sẽ tiếp tục phát triển cho cái thương hiệu Dũng Mori về phần trong lĩnh vực giáo dục tiếng Nhật nó phát triển hơn nữa. Và nhân tiện đây thì mình cũng xin phép chia sẻ với các bạn một cái câu chuyện mà có lẽ là em cũng chưa chia sẻ ở đâu cả, mới chia sẻ với anh thôi thì phải. Đó là cái đợt mà mình phỏng vấn, tham gia cái kỳ thi phỏng vấn cho cái học bổng MEC lần này mà mình đi sang Nhật này mọi người ạ. Thì hôm đấy phỏng vấn mình là một vị giáo sư, một thầy giáo, một giáo sư làm trong lĩnh vực chuyên ngành giáo dục tiếng Nhật luôn mọi người, ở trường đại học Kyoto. Và hôm mà vào phỏng vấn mình thì bác ấy có hỏi mình là ơ mày làm ở Dũng Mori à? Xưng là mày nghe hơi ấy đúng không ạ? Cháu làm ở Dũng Mori à? Thế xong rồi mình bảo là ơ sao bác biết Dũng Mori à? Thì bác bảo là ôi giời, ở bên Nhật làm gì có ai học tiếng Nhật, người Việt Nam mà không biết đến Dũng Mori đâu cơ chứ. Thế mình ngớ người ra, kiểu như mình vẫn nghĩ là gì nhỉ, ok thương hiệu Dũng Mori thì nó cũng chỉ bình thường thôi, nếu mà đến cả tầm giáo sư biết thì mình cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra được. Thì sau cái buổi nói chuyện hôm đấy thì mình vẫn nhớ, gọi là phỏng vấn nhưng mà sau cuối cùng thành buổi nói chuyện mọi người ạ, thì mình vẫn nhớ như in một câu bác ấy dặn mình, đó là gì nhỉ, các cháu ạ, xưng là mày nhá, thân thuộc nhá, là bọn mày á là phải sang Nhật đi học hỏi nhiều hơn nữa vào, nghiên cứu nhiều hơn nữa vào, bởi vì sẽ còn rất là nhiều những cái hay nó đang chờ bên nước Nhật đấy nhá. Chứ còn nếu mà như là bây giờ thì nó vẫn chỉ là rất là bình thường thôi, phải học, phải nghiên cứu nhiều hơn nữa. Và sau này thì mình nghĩ là rất là may mắn, đó là cả anh Dũng tốt nghiệp đại học thì cũng là khoa chuyên ngành giáo dục ra, bây giờ mình cũng đang học về chuyên ngành giáo dục. Thì có một điều bọn mình, điểm chung lớn nhất bọn mình đó là cùng nhau xuất thân từ lĩnh vực giáo dục ra. Thế nên mình hiểu rằng là một khi mà đã làm trong lĩnh vực giáo dục như thế này thì cách duy nhất để có thể duy trì lâu dài được đó là càng ngày, mỗi ngày phải học hỏi, phải tìm hiểu hơn thật nhiều nữa. Chính vì vậy mà trong cái khoảng thời gian ở Nhật như thế này thì bọn mình sẽ cố gắng đào sâu, nghiên cứu thật nhiều hơn nữa về cái lĩnh vực tiếng Nhật này để có thể phát triển thật là tốt hơn những cái sản phẩm bây giờ bọn mình đang có và phát triển ở sau này nữa. Và tất nhiên ngoài những cái việc duy trì và phát triển những sản phẩm hiện đang có thì mình với thầy Dũng và bé Sâm sẽ cố gắng tạo ra thật nhiều những cái content nội dung hơn nữa để có thể đăng lên cả trên những kênh YouTube
YouTube, những kênh Facebook mà bọn mình đang có như này nhé, để có thể đồng hành với các bạn trong cái chặng đường học tiếng Nhật này. Và ngoài ra, mình xin được bật mí với các bạn, đó là trong khoảng thời gian tới, mình cùng với những người đồng đội khác sẽ đưa vào những sản phẩm đã và đang được thai nghén đi vào hoạt động ở trong công ty, đúng không? Thì bật mí mọi người một chút, đó là ở trong Dũng Modi ấy, thì bọn mình không chỉ làm những cái sản phẩm, những cái dự án liên quan đến gọi là bên tiếng Nhật của Dũng Modi, mà bọn mình cũng có phát triển một vài những dự án khác ở trong những cái lĩnh vực khác. Thì nó cũng mất khá là nhiều thời gian, công sức và tiền của chúng mình trong suốt 2 năm vừa qua, đúng không? Thực ra những cái dự án với mình thường cái thời gian chuẩn bị nó khá là lâu á. Thì đến cái thời điểm hiện tại cũng mất khoảng 2 năm rồi, thì mình hy vọng là chúng mình hy vọng là khoảng trong đến đầu năm tới, tức là năm 2021, khi mà anh Dũng quay trở lại Nhật như này, thì bọn mình sẽ có thể thuận lợi, chuẩn bị chu đáo để có thể dần dần đưa những cái sản phẩm đấy ra ngoài thị trường. Và hy vọng là mọi chuyện nó sẽ suôn sẻ, đúng không? Yeah. Nói chung là ở Nhật thì mình sẽ còn rất là nhiều việc phải làm. Và thông qua clip này mình xin được chia sẻ như vậy, cũng như là muốn thông báo với các bạn rằng Dũng Modi đã và đang làm Cái gì. Ok. Và dù làm những cái gì đi chăng nữa thì chúng mình cũng sẽ không quên cái mục tiêu ban đầu, đó là xây dựng và cống hiến thật là nhiều cho cộng đồng học tiếng Nhật. Nhiều hơn nữa cho cộng đồng tiếng học tiếng Nhật, đúng không? Và trong thời gian sắp tới thì trên kênh Dũng Modi và cả trên Facebook nữa, thì bọn mình sẽ đăng tải những cái lịch, đăng những cái clip, những cái nội dung sắp tới ở Nhật Bản từ bọn mình. Và các bạn nhớ theo dõi nhá. Về nội dung thì chắc chắn rồi, nó sẽ vẫn luôn luôn có những cái phần kiến thức liên quan đến JLPT, phần tiếng Nhật này. Và ngoài ra bọn mình sẽ cố gắng phát triển thêm thật là nhiều những cái nội dung khác nữa, để cho các bạn có được thêm một cái nhìn đa dạng, một cái nhìn gọi là tổng quát hơn, nhiều màu sắc hơn khi mà đi vào học tiếng Nhật cùng với Dũng Modi. Và ngoài ra, nếu mà mọi người có bất kỳ những cái nội dung, những cái clip nào mà các bạn muốn xem thêm từ Dũng Modi chúng mình, thì các bạn cũng nhớ comment nha, comment xuống bên dưới nhá. Okay. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye luôn ạ. Bye bye luôn đi. Okay, ok thôi. Một buổi nói chuyện ngắn như vậy để chào hỏi với mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn khá là dài đấy, trong clip tiếp theo nhá. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Bye bye. Bye bye. Rồi. Có sao? Không sao, có đứng dậy mà. Không sao đâu, phải nhớ về mẹ đấy chứ. Con Nhật bỏ, đúng rồi. Thế con chạy đi đâu đấy? Cao thế à? Chạy cao thế à? Mệt chưa? Mẹ phải quay cái gì? Đi nha, đi với con, đi nhà đi với con. Đi tiếp. Kìa. Nhanh. Đi lên kia. Đi đằng kia. Bố quay. Đi. Thế mẹ chạy một tí nhá. Đi.